Chỉ có một thầy hôm nay bị yên tịch, đó là Hòa Thượng Thích Thắng Quang. Ngày xưa đó, thiên tử xuống trần mà không có được phong trở lại thì cũng là đi một chuyến du lịch. Thì lúc đó ông ngồi thiền sao không biết, mà bữa nay nãy sư phụ kêu ông tới để mà chi ăn ông cũng là ân sư cho phụ không. Thì ông gom được 7-8 hòa thượng lớn đều có thần thông, tại mấy hòa thượng lớn đều có ngồi nhập định được. Thì lúc đó cha mẹ với Phật Thích Ca với Phật A Di Đà Thái Quang đến để mà làm có lễ quán đảnh cho cái thằng thiên tử này. Lễ quán đảnh có nghĩa là lễ giống như con gỡ cái tem ra, gỡ cái wifi ra vậy đó, để cho Thiên Long Bát Bộ và tất cả các vị Phật trên tất cả các trần trời, tất cả những vị thần, những vị thánh, những vị Bồ Tát mới chiếu xuống trần, giống như kính thiên chiếu xuống trần vậy đó, để cho tất cả các vị theo gia hộ cho những đứa con họ Thiên ngày hôm nay thiên tâm nhân nhất tụng Nam Mô, và để cho tất cả những vị A-la-hán theo hộ với cái xác phàm của sư phụ. Thì Hòa Thượng Thích Thắng Quang về mặt tâm linh ổng rất là cao siêu. Hồi nãy sư phụ hỏi giờ ngài đâu rồi, để tại tôi không có xuống như Nam Cali làm đi đám ma ngày được. Ổng đang nằm, cái xác ổng đang nằm dưới á bữa nay nè. Nhưng mà cái hồn của ổng á, mấy vị nói đi về với Phật rồi, ổng làm xong nhiệm vụ rồi, về với Phật A Di Đà rồi. Thì ổng là người đầu tiên sư phụ verify là đã được về Phật A Di Đà. Mới sáng sư phụ có hỏi. Chứ nếu không sư phụ kêu cái hồn ổng tới nói chuyện giống như xưa Hòa Thượng nói siêu á, vừa chết sư phụ kêu lại nói chuyện được, tức là chưa có về với Phật A Di Đà. Thì thời đó đó ổng ngồi thiền thì ổng mới kêu sư phụ á, con á đi về làm một cái kim bài hình vậy nè, xuống vậy, tức là những cái ga, những cái mô hình và những cái chữ cho nó. Ổng là người biểu sư phụ làm. Thì hôm nay sư phụ cầm cái cục mà vàng vàng á là do ổng design ra đó, trên đó có để là Thái Tử Thiên Nhãn rồi cái gì Son of God gì đó, đại khái là ông đó. Rồi làm một cái lễ cũng rất là trịnh trọng. Lúc đó có cha mẹ đứng chứng, cha mẹ là vô vi nhưng mà hữu hình, phải có người execute active thì ổng là active. Thì ổng kéo được Hòa Thượng Thái Siêu, Hòa Thượng Nguyên Đạt ở hiện giờ cũng còn sống ở bên Stockton, rồi mấy Hòa Thượng ở đây nữa. Thì lúc đó mục đích cái lễ mà lễ quán đảnh không có ai có khả năng làm cái đó, người bình thường không bao giờ được làm lễ quán đảnh, làm tầm bậy là học máu chết đó, bên cõi vô hình không phải muốn làm gì làm. Người đời không có biết, người đời có nghĩ là làm như làm mạo á gì mị Phật tử hay làm mấy những cái chuyện đại trọng đại giống như lễ tế trời á, có ai dám làm đâu. Con thấy trong mấy ông thầy á, mấy ông chỉ gạt dân nhưng mà cộng tóc rồi quay rồi chơi rồi thì được, còn làm như kiểu tế trời hay lễ quán đảnh mà thì sư phụ đang nói khách mấy ông dám làm á, chỉ có thiên tử thứ thiệt á thì mới được lệnh kêu làm, con hiểu không? Cho nên con phải hiểu, con đạo thiên con là tử của sư phụ con phải biết vậy đó. Thì lúc đó giống như mở cái hoa ra để cho tất cả hội đồng chư Phật thừa nhận cái đạo thiên tâm xuống trần, thừa thiên tử mang sắc phàm, nhưng mà trong cái chân linh sư phụ là thiên tử, trong cái cõi vui khi sư phụ nghỉ ngủ á, nó quá thân đi nhiều nơi á, đi đâu á cũng có thiên lọ thiên thần Thiên Long Bát Bộ hộ pháp để mà gia hộ. Còn về mặt hữu hình thì ổng là người chủ trì của buổi lễ đó. Có cái video hồi nãy sư phụ đưa cho mấy đứa này về cứ ngắt ra bỏ lên mạng. Hồi xưa vậy sư phụ không có nói cái này và cũng không có dám lấy mấy cái hình ảnh cũ ra, tại vì nó ảnh hưởng nguyên cái Phật giáo. Vì về mặt đời đó, ngài á là của một cái hệ phái của Phật giáo chánh thống, gọi là chánh đạo của Mỹ. Thì thời đó khi mà làm cái đó xong, làm buổi lễ đó là giống như đại khái là officially cái đạo đã ra đời, tất cả các mấy vị chư Phật đều gia hộ cái dấu này, khi ai bất cứ người nào mà đeo. Và đồng thời á, là khi sư phụ giống như hồi xưa sư phụ
dĩ nhiên có mấy vị hộ pháp giống như giờ thôi, Xích Long, Mạch Long rồi mấy vị hộ pháp mấy ông thiên tướng, nhưng mà không có ra comment. Comment nghĩa là dậm chân, là hiện giờ thí dụ như phụ đang ngồi mà không có dậm, sư phụ chân vỗ tay ba cái thì cũng là ra hiệu lệnh. Và cái tay này là cái ấn, cho nên có lần phụ kể cái clip phụ đi, có cái ông thọ thần ông ở 3000 năm á, cái tay phụ để vô á là ổng không có bị nhốt ở trong cái cây nữa, không ổng bị ra, ổng giống như cứu tài thiên vậy đó, đại khái vậy đó. Thì cái tay này cũng là cái ấn, nên tại sao có nhiều người phụ để cái tay á là nó cũng vừa có điển mà vừa cũng là cái ấn lệnh. Thì có buổi lễ quán đảnh đó, Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Mười Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Ni Phật. Nam mô Tế Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Nam mô Đường Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Tam Phương Chư Phật Chư Đại Bồ Tát Chư Hiền Thánh Tăng Thiền Lòng Bác Bộ Hộ Pháp Thiện Thần và Đàm Thị Giáng Lâm Đạo Tràng chứng minh công đức. Hôm nay đệ tử chúng con cùng nói ánh tiền thiết lễ quán hạnh hộ phật tử Ngô Tấn Kiệt pháp danh Thiện Trí sinh ngày 9 tháng 10 năm Ất Tỵ 1965 canh 53 tuổi, ngã sanh quán Rạch Giá Thiên Giang miền Nam Việt Nam. Mẹ cầu mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng Thiền Từ giảng lâm đạo tràng chứng minh gia hộ. Phật tử thừa tư Phật nhất tại chúng tiết trời thân tâm khương thới thẳng vị bình an phụng a trí huệ viên minh bồ đề tăng trưởng tự giác giác tha hạnh giác ngộ viên mãn cùng pháp giới chúng sanh đồng chứng vô thượng bồ đề. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo tát đại chúng minh. Phật chúng sanh, Phật chúng sanh tánh thường rộng lạng đạo cảm thật thầm thể nghĩ bàn lưới đế cầu quý đạo tràng mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời chúa bảo tọa thân chúa con hãy niệm cúi đầu xin thể nguyện quy Oh.
Yeah.
Yeah.
Phật tử Ngô Tất
biện pháp nhân thiện trí, chờ thời để duyên mãn, hướng cầu mùi phượng chư Phật như đại Bồ Tát chư hiền thánh tăng thiên long các mộ hộ pháp thiện trần giáng lâm gia hộ Phật tử hộ tánh biện pháp nhân thiện trí thừa tư Phật lực Phật tâm thương thới mạng nhi bình an trí huệ như thâm bồ đề tăng trưởng chi tánh thường minh bát nhã qua thai đạo thân bất thối tự giác giác tha hạnh giác ngộ viên mãn cùng pháp giới chúng sanh đồng chứng vô thượng bồ đề bồ nguyện âm siêu dương thới đại yến hà thanh pháp giới chúng sanh tình ngữ vô tình đồng thành phật thiên đau lợi thiên tu diệm ma thiên đau sức đà thiên quá là thiên tột đỉnh
xin quý ngài xuống đây thì chứng minh của buổi lễ quan thịnh này. Đồng thời chúng tôi cũng xin áp đạo rằng gì Thiên Long Bát Bộ hộ pháp tứ phương để cung thỉnh về đây hộ đàn trong đạo tràng này. Cái tiếp nữa tôi cũng phải làm lễ tụng lăng nghiêm, nghĩa là gì, tôi xin áp cái đạo tràng này mời tất cả chư thập thần kim cao phật tích đều về đây tất thủ lưu động đây để bảo vệ đạo tràng thanh tịnh. Như vậy trong một lễ bảo trì quán cảnh này gồm có mặt tất cả các vị, và chúng tôi qua thỉnh cung thỉnh bằng tâm nghi thức email nói như vậy hiểu được chứ. Như vậy là đạo tràng này có chất lượng, có giá trị. Như vậy cho nên đó là vấn đề tôi cung thỉnh vì những cái năng lực, vì có năng lực chúng tôi dùng năng lực ngôn lực này và tâm lực tôi email hết tất cả. Đó là lý do thứ nhất cho cô người này không ra. Lý do thứ hai tại sao làm lễ quá đảnh, làm lễ quá đảnh tức là set up tháp vượt. Tôi nói là set up cái đạo tràng giao lưu, tức là tần số tâm linh của đảo này cùng với tâm linh mười phương chư Phật giao cảm nhau khi không cần. Đó là cái tôi gọi là, nó theo kiểu bây giờ tôi gọi là cái set up tháp vượt. Không có cái đó thì không có nào giao cảm được hết. Mà tại sao chúng ta làm cái lễ giao cảm ở đây cái đảnh qua kia là lễ quá đảnh? Đảnh là gì? Đảnh thì tôi gỡ ra bị hết lễ rồi. Cái đảnh là cái mọi ác vượt đảnh kế hay là vượt đỉnh kế. Chỗ này không phải nếu bác kia nó mềm xèo rồi. Vì chỗ này theo Đạo Phật là nó vô ra tâm linh của tất cả chúng ta vô ra ở chỗ đó. Đây cánh cửa của nơi của tâm linh chúng ta vô ra. Khi chúng ta tâm linh chúng ta vô đây của cái đầu chúng ta là cái office của họ. Office. Khi chúng nó vô đây nó làm 12 tiếng hết giờ cái đóng cửa nó ra cái này thì đi về thế giới nội tâm nó ở. Mà khi nó muốn trở lại nó làm việc. Rồi khi mà trở về thế giới nội tâm ở thì chúng ta lúc đó ngủ. Mà khi nó chờ thế giới nội tâm nó trở lại nó quạt chung vô đây bắt đầu nó sáng nắp nó quạt thì chúng ta thức. Bởi nào nó làm ô và tham có nên chúng ta phải uống thuốc ngủ mà thôi. Rồi đúng rồi. Như vậy thì cái chỗ ra vào là cái chỗ nó. Tâm linh chúng ta ra vào ở chỗ này là cái tên gọi là quán đảnh. Làm lễ quán đảnh tất cả set up tần số để tâm linh người này giao cảm tâm linh người kia cho mười phương chư Phật khi cần đến có sự giao thương giao lưu với nhau. Mà nói theo kiểu bây giờ set up thật vượt, nó phải gọi là tất cả quý vị biết rồi. Thì hôm nay chú làm lễ đây tức là set up cái gì, cái tần số giao lưu bằng cái tâm thần cái đó để cho đạo hữu khi có chuyện gì đạo hữu giao cảm với mười phương chư Phật chư thiên hộ pháp nhất là tiên các vị tiên dương chẳng hạn họ sẽ có cái duyên họ giao cảm thật số cho luôn. Cái tiếp nữa là vấn đề quán đảnh ở đây thì trong tây pháp trong gì trong học tâm thì có nhiều cái quán đảnh như Đà La Ni môn quán đảnh như đại đảnh như là tổ sư đảnh pháp đảnh hay là hộ ma quán đảnh vân vân có nhiều. Tôi mới chọn hôm nay làm lễ quán đảnh là gì, là giác pháp dương giác pháp và cái cái giác chánh giác pháp pháp đàn gọi là chánh giác pháp dương đàn quán đảnh chánh giác pháp dương đàn này nghĩa là giác ngộ chánh pháp. Làm cái lễ quán đảnh đó tức là kết cái tần số giao cảm này gọi là tránh nó pháp dương. Thì đạo hữu này là chủ trì cho cái sự quán đảnh này ta gọi là pháp dương, đó là lệnh bài pháp dương. Như vậy quý vị đạo hữu khi có lệnh bài pháp dương đạo hữu này có sử dụng qua cái tần số sử dụng cái pháp đảnh này. Mà những người nào không có làm lễ quán đảnh này sử dụng này không có giá trị gì hết.
chỉ những người quan thành mới có giá trị mà thôi. Cho nên như đó nó có một sự tần số vô lương. Nhưng hôm nay chúng tôi xin giải thích tại sao cái vật này là bằng đá mà tại sao có giá trị như vậy. Thì trong đạo Phật không nói là gì, tâm ấm, người ta gọi tắt là tâm ấm, gọi tâm ấm sắc, sắc ấm tâm, tâm duyên tâm trần đơn chặt. Nói cái đó là quý đạo chắc không hiểu đâu, không hiểu. Tâm ấm tới cái vật này mà tôi làm để ấm tâm vào thì đó là nói là vật ý tại đạo, đạo lực đó, ha, đạo lực đó. Bây giờ tôi nói trước khi tôi nói, tôi giải thích cho quý đạo hiểu cái này, cho quý đạo hữu hiểu thì mới có cái giá trị này. Quý đạo hữu cũng thường làm mà giờ quý đạo hữu không để ý. Bà con quý đạo hữu ở Việt Nam họ đau khổ quá, họ viết cái thơ cầu cứu, gửi thơ quay cầu cứu để mà quý bắt gọi cứu quý. Thì khi quý vị đọc cái thơ, quý vị bắt đầu khóc liền, gia vô ngân hàng giải lấy tiền ra rút gửi về Việt Nam cho họ. Có không? Có, nhiều lắm chứ không phải không, thấy không? Rồi sau khi họ được thơ rồi, họ muốn phát huy cái đường hướng của họ, họ bắt đầu là gì? Họ xin tiền nữa. Họ đi bắt đầu họ viết cái thơ thứ hai, họ kể lễ đủ thứ nguyên chức gửi cho quý vị. Quý vị đọc cái thơ chẳng những không khóc mà không giải tiền mà vẫn còn chửi nữa, xe bọ. Tại sao vậy? Cái thái đầu là vật, cũng như cái vật này đây. Rồi họ viết, họ đau khổ thiệt, họ mới viết cái lời ghi trong tờ giấy, cái thơ đó. Thì bắt đầu họ ấm cái đau khổ ở trong cái lá thơ đó. Thì lá thơ đó là vật dĩ tái đạo đau khổ. Rồi khi quý vị đi vô bên này đọc cái lá thơ đó thì cái tâm bây giờ chắc ánh tâm, cái đó nó ấn vào tâm quý vị, thì tâm quý vị xúc động liền, rồi tâm quý vị từ trường tâm linh quý vị với từ trường tâm linh đồng cảm liền, quý vị gửi tiền về Việt Nam. Còn cái lá thơ thứ hai họ viết nhưng họ ấn cái tham vô đó thì vật dĩ tại đạo mà đạo tham. Vì thế đó thì cái đạo tham nó ấn vào tâm quý vị, cái tâm quý vị nổ xuống thiên lên, bắt đầu cái sân quý vị lên chẳng đứt, không có được thường tâm linh quý vị giao cảm gì không gì, thành ra họ không được gì hết. Như vậy thì cái lá thơ là gì? Là vật dĩ tại đạo, đạo đau khổ, hai đạo. Ở đây chúng tôi cũng vậy, đây là quý vật bất cứ vật gì, tôi lấy đây tôi làm lễ tôi ấn cái tâm gì, tức là cái tâm chánh giác pháp gương đà ở đây tôi làm lễ ấn vào lễ rồi thì cái tâm tôi ấn cái pháp gương thì này nhập dĩ tại đạo được đó, đạo lực pháp gương nó là cái pháp, nó là gì, nó là sức bồ để nó cái tâm linh đạo này với cái tần số đây cũng là một hình thức y tố. Nó không phải là phép quật mà nó là cơ cốt chỉ để sử dụng cho đạo này thôi. Nói đi kết cái gì biết không? Biết. Như vậy các phát gọn là chỗ này quý vị sử dụng liên hệ với mười phương chư Phật ra trên thiên la các con trời để làm gì đó, quý vị muốn thì nó lấy cái đó thành số để tự tập luôn. Còn cái này là phát gọn đây là để quý vị có quyền điều hành cái đạo tràng này. Thì cái này nó có thứ cách là gì? Nó chất nó có gì quy là chấm mà quần qua quân lợi phá thì mặt đầu đó nó sẽ nghe hai nữa cái kiến này là gì và biểu tượng cho tâm ảnh quy đạo. Đây là cái tầng trường đường nó sẽ soi tất cả những người đến đây có tâm niệm chánh hay là tà thì tâm linh này có giao cảm mà biết mà tiếp đó hay là ngăn ngừa, nó có cái giá trị này. Cho nên gọi ta thường nói là đây là kiến chiếu yêu mà chúng tôi đã làm đẹp quá rồi. Dạ, đạo hiểu rồi. Như vậy thì hai cái vật, một cái vật này là quán đảnh,
là cái ánh thắt quân để cho tất cả quý vị, cái chỗ này là chỗ tâm quý vị thường ra vô, để đâu tới quý vị vừa thu chiều hoặc chưa Phật ta. Còn cái này để thấy mất cái đạo tràng này, để chẳng đứng những cái gì sai lầm, tiếp đó những cái gì tôi tốt đẹp, để làm cho cái đạo tràng khác trực cái hôm này. Đây là ý nghĩa căn bản tôi xin giải thích cho quý vị. Còn nhiều chuyện khác mà quý vị cần phải hiểu, qua bên đây chúng ta học hiểu làm sai, đó là đặc trưng. Cho nên chúng ta tập học, cần hiểu đạo, cần đi làm, đi sâu vào tư tưởng để nó có giá trị việc làm của chúng ta. Bằng không người ta cho mình mê tín dị đoan. Ngày hôm nay tôi đã giới thiệu ý nghĩa rồi, bây giờ trao truyền pháp lệnh này cho đạo. Đại chúng ta kia là công việc đạo tràng đến đây xin nhân mạng, tôi xin cầu chúc đạo hữu thành công cho sứ mạng phục vụ chúng sanh, và cả sứ mạng đầu tiên cũng cầu chúc tất cả nguyên đạo hữu năm ở nhà pháp tới hỗ trợ các con đường và pháp này được thành công và làm được sử dụng bình an trên cuộc đời, xây dựng quê hương mới. Hải mạng này nó ổn sự, nó được.